Vâng, một trận đấu mà cho đội bạn biết thế nào là lễ hội. Anh em hiểu không? Ăn gì 30k cơ á? Ăn 5k thôi không phí tiền ra cam như ơi. Cái đẹp bây giờ 5k thì anh em bảo ăn cái gì nhỉ? 5.000 bây giờ mua, bây giờ 5.000 chỉ mua được gói mì tôm thôi. Bây giờ 5.000 thì mua được một gói mì tôm. Nhưng mà nếu như anh em muốn ăn một bát mì tôm ấy thì em lại phải mất tiền điện nữa, để nấu nước đúng không? Đấy, mất cả tiền nước nữa. Bây giờ 5k không đủ tiền mua một, để ăn một bát mì tôm nóng ấy mà. Chỉ có thể ăn một bát, ăn gói mì tôm sống thôi. Tiền nó mất giá lắm các bạn. Anh em nhắc đến tiền là cảm giác đôi khi cảm thấy lại hơi chạnh lòng. Ước gì lương mình vẫn thế này mà cái tiền vật giá nó lại về 20 năm trước nhỉ. Cái thời tôi nhớ rồi tôi học lớp ra Hà Nội học lớp 5 ăn một bát bún bò có 1.500. Đợt này ăn bát bún bò có 1.000 hay 1.500 anh em ạ. Xong nó tăng giá lên dần dần, nó tăng giá lên 1.500, nó tăng lên 2.000, nó tăng lên 3.000. Bây giờ thì là 30.000. Vâng, bài tàu dành cho sẻ trong trận này. Cami là bài thơ anh Bình thôi. Là bài thơ anh Bình thì chết. Đang tên là Bình nhiều bài thơ hết này. Thôi mà chúng ta quay trở lại với trận này, bài đấu dành cho game thủ vàng U98 và Hồng Anh có 7 kill 6 đường về phía chính mình, 1 voi. Và đây là con voi đầu tiên, quả đầu cũng ok, dừng giết đẹp. Tôi cảm giác là cái sự phối hợp giữa Hồng Anh U98 nó đang chưa thực sự là nhuyễn ấy. Cảm giác như cặp này gặp cứ gặp Tiểu Đình Ngư là đuối hơn đúng không? Và trong khi đó thì chuẩn ra là chín đám Hồng Anh gặp nhau là phải khỏe hơn Tiểu Đình Ngư mới chuẩn. Và trình độ cá nhân của mỗi con người, Hồng Anh chín đám thua Tiểu Đình Ngư, có thua Tiểu Đình Ngư nhưng không nhiều, gặp với nhau thì khỏe hơn chứ. Một voi nữa, bài của Hồng Anh và chín đám trông tương đối ổn rồi, đúng một đồ rồi. Và vừa rồi tôi nghe thấy cái tiếng ọ tới từ máy của sẻ. Tên này thì chắc chắn là câu voi chết dần rồi. Và con nông dân nằm ở giữa nhà chính thì không thể là một pha đấu chết bởi sư tử được. Một tên câu voi chết dần tới được game thủ chia sẻ. Mà từ, nếu như anh em nào nghe thì tôi bình luận ở bên sẻ nhiều thì anh em cũng biết thì ra sẻ chết dần là có ý đồ anh em ạ. Thường là những cái bài tế thần rừng tới được game thủ chia sẻ đấy, anh em tế một phát thì có ngay voi viết đề về quả phụ luôn. Đôi khi là tên tế thần đấy chứ không phải là lỗi đâu. 24 dân đấy, rồi cái này chết một dân cái bài khỏe không nhỉ. Vâng, 7-4-4-25 nông dân, hai voi nữa dành cho sẻ. Một tên tế cờ hợp lý tới từ game thủ chim sẻ, chắc là đang bài hơi thiếu đồ thì. Vâng, tế tạm cháu dân, một ép nữa dành cho sẻ trong trận này, bài lực rất khỏe. Trong khi đó thì vâng, chúng ta sẽ cùng xem để xem có tế tơ nữa không, chắc là thôi chứ tế một thôi em ơi. Rồi, tế hai đau lắm rồi, phải là con voi thứ ba. 25 dân thì có sẻ kích đời sẽ chậm hơn khoảng 20 giây. Phía bên kia là 9 và 12% tới từ Tiểu Tiểu Ngư và Minh Nhật Tiểu Kiên. Còn đây là máy của Hồng Anh và U98. BA BM được thiết kế. Trận đấu này không cần tế thì bài của Hồng Anh và U98 nhìn trông cũng là ổn. Và kích đời đúng 950 luôn. Tốt. Kích đời thế là ok đấy. Và phía bên kia 13% chỉ có dò tới từ Tiểu Tiểu Ngư và 27 dân. 10-07, 26 dân tới từ game thủ chim sẻ. Bình, mắc bình đấy. Sang ngoài trừ sang ra lúc còn quân khác lúc nào cũng kích 10-20 có được vào FPS không á.
Nếu như mà anh em đảm bảo rằng là 100% trận nào anh em cũng kích 10-20, trận nào cũng như trận nào, thì anh em cứ nộp CV đi, mặc định sẽ được tuyển vào team 1 FPS, không nói nhiều nữa. Nếu như anh em cầm một con khác xem mà trận nào cũng 10-20, 10 trận như 1, thì anh em hãy đến văn phòng FPS. Anh em ép đời 10 trận như 1 thì kiểu gì mà trả vào được team 1 anh em ạ. 26, chúng ta quay trở lại với trận đấu này. Vâng, để xem là vâng, để xem là với việc bài đấu lực rất khỏe, anh em nhìn lực của sẻ kìa. Anh em nhìn lực của sẻ kìa. 600 thịt khi lên đời xong. Đấy, anh em cứ bảo tôi nói phét nhưng mà thực sự là cái tơn tế của team sẻ nó có ý đồ cả. Lên đời lực khỏe chưa? Vâng, như vậy là Hồng Anh và Sẻ lên đời. Hai game thủ bên phía đối bạn không lên đời ở trong trận này. Một cơ hội để có thể quân bình tỷ số 2-2 ở trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi, tân cung đầu tiên, 5 con đều ở trong tân đấu đầu. Siêu đều. Trong khi đó đây máy của game thủ Hồng Anh và U98. Đúng anh em ạ. Ngay cả chủ tịch sẻ còn trả lúc nào được 10-20. Đầy trận vẫn kích 12-13 như thường. Và bây giờ lại có một anh em nào bảo là trận nào cũng 10-20 đều bắt tranh thì chắc chắn là vào team 1. Test tiếc gì hết. Auto. Vâng, 37/44. Hai tên cung giờ nhưng Hồng Anh lại đánh thủ. Hồng Anh và 98 lại quyết định đánh thủ trong trận đấu này. Cũng thú vị nhỉ. Trở lên sớm thì đi đánh công nhá. Vâng, đây rồi. Tới đầu với Minh Nhật và Tiểu Kiệt sẽ quyết định đấu luôn. Rất hổ báo cáo trồn tới từ Minh Nhật và Tiểu Kiệt. 4 cung giờ mà ông dám lao vào đấu. Vâng, ông biết đây là ai không? Đây là chim sẻ đi nắng đấy. Mặc dù công nhận rằng là vâng, lượng quân của sẻ đông hơn mà vẫn dám lao vào. Đấy là đấu thôi. Vâng, thích thì là chơi. Như nào? Nhưng tỷ số nó đang là 1-0. Không, tỷ số là 2-1 rồi. Sẻ đã có lợi thế. Vâng, ít quân hơn mà dám đấu liều thực sự tới từ Minh Nhân và Tiểu Kiệt. Tính ít e kìa. Tặng thì nông dân. Vâng, cá gì ở tặng hai con nông dân. Minh Nhân và Tiểu Kiệt đang muốn dồn sẻ vào ở một vị trí đấu quân xấu hơn. Nhưng mà lượng quân đông hơn thì thực sự là không bao giờ ngán. Cứ chớm gặp là chơi. Vâng, chớm gặp thích là chơi. Thích là điều, thích là đấu. Vâng, có 7 e tới từ sẻ không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Hit and run như một cái máy tới từ Minh Nhật và Tiểu Kiệt. Nhưng tuần này thì quay đầu không phải là bờ dành cho Minh Nhật và Tiểu Kiệt. Một pha quay xe không hợp lý dành cho Minh Nhật và Tiểu Kiệt. Này thì đấu quân với cả chúng tôi này. Và bây giờ thì sẽ là cơ hội phản công dành cho chim sẻ. Rồi, lao lên thôi, nó hết sạch quân rồi. Vâng, pha phản công dành cho game thủ chim sẻ nắng trong trận đấu này. Lượng quân của sẻ ở thời điểm này là rất đông, còn Minh Nhật và Tiểu Kiệt thì vừa bị bắt sạch quân. Cơ hội để cho sẻ có thể giải quyết luôn Minh Nhật và Tiểu Kiệt ở thời điểm phút thứ 18 của trận đấu. Nâng cấp chặt chỗ 2 dành cho game thủ chim sẻ. Ôi, đông ấy. Ê, đông ấy nhở. Hơi nhịp nhá. Vâng, nhưng mà nói thì thôi. Có cái cửa, sẻ đông quân hơn nhiều. Đấu đi. Chơi đi em ơi. Đúng rồi. Chơi thôi. Vâng, không có cửa dành cho Minh Nhật và Tiểu Kiệt ở trong trận này. Vâng, bắt tên quân to tướng đấy rồi. Ông còn đủ quân đồng đỡ được thì tôi chịu đấy. Hai con người đi móc máy rất khó chịu. Họ vẫn là lợi thế về mặt người đó. Bạn ấy ở nhà vẫn đang đấu quân điên cuồng. Dân vẫn đảo mà cung R vẫn đang móc máy. Đó là sự khó chịu của việc hai game thủ đang thi đấu. Và 5 BA sẻ vẫn đang bắt đều. Nhưng mà phải công nhận là con sẻ nó quái vật anh em ạ. 2-1. Mà cảm giác khi đối đầu với sẻ cảm giác cũng chỉ cân cân. Thậm chí còn không cân.
30M tốt của game thủ chim sẻ. Và Minh Nhật Tiểu Kiệt sau trận đấu này cũng sẽ thốt lên rằng không biết đây có phải là một thằng đánh không vậy. Và Minh Nhật sau trận này chắc là phải xem lại đây là mấy thằng đánh đấy chứ, có phải là một thằng đánh đâu. Làm gì có người nào mà vừa vẫn có nhiều tay đến như thế, vừa đấu quân vừa cơ cấu ruộng ở nhà chính của mình, vừa vẩy e. Thế thì chịu rồi. Vâng, nằm xuống dành cho Minh Nhật và Tiểu Kiệt. Mặc dù hai anh đánh trận đấu này cũng tương đối kinh rồi đấy. Vâng, cũng là tương đối kinh tới Minh Nhật và Tiểu Kiệt rồi. Nhưng một pha lỗi tới Minh Nhật và Tiểu Kiệt định bắt một tấn cung R ở phía nhà BA của game thủ chim sẻ. Và từ đấy là không còn cửa nữa dành cho Minh Nhật và Tiểu Kiệt. Timeline 79. Vâng, bây giờ thì chỉ có Thánh mới có thể cứu được Minh Nhật và Tiểu Kiệt mà thôi. Tỷ số được quân bình là 2-2. Và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ 5. Vâng, dù rằng là hai người nhưng mà cũng phải chịu thôi anh em ạ. Vâng, hổ báo cáo trồn tới từ Minh Nhật và Tiểu Kiệt và cái kết. Vâng, 4 BA mà ông dám ra đấu với 5 BA ở thời điểm đầu.